Hải Ly và Tôn Tất Hùng của đài truyền hình VBS Canada xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin nói đến một đề tài về cách làm sao mà phân biệt được rượu đỏ và rượu trắng. Phân biệt ly thưa chị. Ly, Dạ, ly, ly, dạ. Ly để uống rượu đỏ và rượu trắng. Dạ, tại Đó. vì có hai loại rượu khác nhau, rượu đỏ và rượu trắng. Thành ra cũng phải có cái ly dành cho rượu đỏ và ly dành cho rượu trắng. Dạ. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một phần thì cũng liên quan về vấn đề ẩm thực phải không? Dạ vâng, dạ. Thì chi tiết cái mà quan trọng là làm thế nào mà để mình phân biệt cái ly, tại vì nhiều khi mình vô nhà hàng hay là một Ừ. cái bữa tiệc phải Ở không, bữa tiệc, thì dạ mình thấy người ta dọn mình nhiều ly quá phải không, vâng. Thấy thế như nhưng một đám mà rừng luôn ha. Ừ, dạ vâng. mà không hiểu tại Vừa sao nào là nĩa rồi ly tách nha. rồi dĩa Mà lại tô ly ly nhiều là lắm. ly ly cao ly thấp Dạ phải vâng, không, dạ. thành ra tại sao người ta không dùng một cái ly mà phải dùng nhiều ly vậy, Dạ vâng. thì chắc nó phải có cái ý nghĩa. Dạ. Thì chị đề cập về vấn đề ẩm thực đó thì Hùng nghĩ là sẽ có một show mình nói về dining etiquette. Dạ. Và vừa là về về uống và vừa cách sử dụng dao nĩa thì mình sẽ trình bày nó chi tiết và nó rõ ràng hơn. Và lúc đó chị sẽ thấy là có đến 5 loại ly khác nhau và mình sẽ biết cái nào trước và họ sắp xếp như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình chỉ nói Chú là trọng vào chú trọng ly. về cách chọn ly để mà khi quý vị đi shopping đó thưa quý vị thì quý vị sẽ biết là mình mua cái ly đó để mình uống Cho cái rượu rượu gì. đỏ hay là mình uống cho rượu trắng. Dạ. Thì Hùng nè, hiện giờ là trước mặt có hai cái ly phải không? Một cái ly cao và Và một cái một cái ly ly thấp thấp. mà nó tròn hơn. Như vậy thì Hùng cái ly nào để cho cái ly này để cho rượu gì? À dạ Ly thì cao. thưa quý vị thì bên chị Ái Ly là một cặp và bên Hùng cũng một cặp giống nhau. Dạ. Và khi mà quý vị nhìn đó thì cái câu trả lời mà Hùng muốn đi thẳng vào vấn đề là ly lớn dành cho rượu đỏ và ly nhỏ dành cho rượu trắng. Dạ. Khi mà mình để chung như vậy đó thì mình rất là dễ phân biệt tại vì cái ly lớn là rượu đỏ và ly nhỏ là rượu trắng. Nhưng mà nếu mà không có một cái ly thì mình Ủa, rất chứ là không hơi phải là khó. cái này là đỏ hả? Cái này À, trắng. cái lớn là đỏ Cái và cái lớn là nhỏ đỏ là và cái trắng. nhỏ là trắng. Dạ. Cái bất chi bất dịch là như vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ chỉ có một cái ly thì hay là mình đi shopping á thì mình không biết là lớn cỡ nào và nhỏ cỡ nào thì là vừa. Thì làm sao? Dạ, Làm thì sao người mình ta biết? ngày hôm nay đó ở trên thị trường nó có rất là nhiều loại ly khác nhau và nó đi ra ngoài cái quy củ, đi ra ngoài cái nguyên tắc cổ Cái điển quy rồi. Dạ, chị biết là có ở thị trường có những cái loại ly mà nó không có còn cái thanh này nữa. không Không còn có cái còn cái thanh này chân nữa. ly, cái thanh ly Dạ, và nó đổ thủy tinh rất là dày ở trên này và nó giống như là cái con lật đật. Chị tưởng tượng đi nếu mà không có cái thanh này và cái đáy ly á, thì rất là dày Nó đổ dày. nha và như con lật đật và nó bảo đảm là cái ly này không có bị đổ tại nó vừa đổ xuống nó đứng bật dậy. Vậy Dạ, hả? nhưng mà những cái đó là nó đi ra ngoài cái quy củ, cái nguyên tắc cổ điển về vấn đề uống rượu về ẩm thực rồi. Thì ở đây thì Hồng chỉ xuống muốn trình bày theo cái cổ điển và theo sách vở cổ truyền mà thôi. Thì một cái ly mà quý vị thấy là nó nhỏ dưới 7 hoặc là 8 ounce thì không có thể nào uống rượu đỏ được mà phải là uống dùng cho rượu trắng. Ừ. À, trên Mà thị rượu trường đỏ, thường thường rượu đỏ thì dùng cho red, thịt đỏ phải thịt không? đỏ Red cái meat phần phải cuối mình sẽ nói về không? vấn đề wine and food marketing. Dạ vâng. Ok. Dạ. À, ngày hôm nay Hùng thấy có những cái ly mà nó làm rất là to. To giống như là để trình bày nhưng mà khi hỏi ra thì thật sự cái đó là họ dùng để uống đó. Nó to giống như là cái tô để ăn phở vậy đó. Dạ. For fun cho giới trẻ nhiều khi người ta muốn cái gì lạ. Cái gì lạ hả? Dạ, Nó nó hơi hơi bắt là mắt cho khác người biệt ta hả? và muốn khi mà đem ra thì thật khách người ta cười ồ lên thì cái đó là cũng là một cái điểm vui để mà cho cái buổi tiệc nó vui nhộn. Nhưng mà những cái đó là mình không đề cập đến ở đây trong cái chương trình này tại vì nó đi ra ngoài cái quy củ rồi. Dạ. À, thì á, khi mà phân biệt giữa cái ly
mà cao này thì để cho rượu đỏ và ly thấp Dạ, này cho rượu trắng, cho rượu trắng. thì còn cái cách cầm của Cách ly nó cầm. có quan trọng hay không? À, cách cầm khác nhau thưa quý vị, thưa chị. Cái ly này là chị cầm đi, chị cầm. Thì cái ly 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 to như thế này đó thì sử dụng cho rượu đỏ. Rượu đỏ. Mà đối với rượu đỏ là mình phải serve, mình để cái chai rượu ở trong nhiệt độ của cái phòng, gọi là room Room, temperature. Là khoảng 25 độ Nghĩa là nó hơi mất mát đó quý vị. Thì cái rượu nó không bị chua. Thì đối với cổ truyền trong những cái farm, những mà người ta làm rượu đó, thì họ cứ nói là hễ rượu trắng hoặc hay rượu đỏ đều phải cầm trên cái thanh, chứ không có cầm trên cái này. Quý vị Nhưng thấy thật ra cái thanh ly, thật ra họ cũng làm cái thanh ly nó để cao để cho mà mình cầm cầm được. đó là cách cổ cổ truyền, nhưng mà cái cách mà phong cách giao tiếp thời đại mới đó, khi mà Hùng học và để mà tư vấn cho khách hàng của mình đó, thì người ta yêu cầu á, là rượu Nhiều khi đỏ mình phải họ cầm như không thế cầm. này, mình phải cầm như thế này. Lý do tại sao mà mình phải cầm như thế này, nhất là đối với môi trường giao thiệp ở châu Âu và châu Mỹ và Bắc Mỹ, tại vì rượu đỏ là mình phải serve nó trong cái nhiệt độ mát là 25 độ C. Nhưng mà ở châu Âu, ở châu Mỹ, nhiều khi trong những cái buổi tiệc mà sang đó thì có máy lạnh, và khi mà máy lạnh như vậy đó, nó làm cái rượu nó bị lạnh đi, và Phải cái tay mình cầm như vậy cho nó ấm. mình phải cầm như thế này, Cầm như chị. vậy. Dạ vâng. Mà những cái ngón tay và cái lòng bàn tay mình khô vào Cái ly rượu để cho nó cái ấm. bầu rượu như thế này, để mà mình giữ ấm cái rượu, tại vì rượu Rất là đỏ, hay. rượu vang đỏ phải uống cho nó không được lạnh, nó phải nguội, Đúng nó nôm với na là nguội. cái nhiệt độ như vậy thì cái rượu nó mới ngon. Nó không có đổi cái Đúng. mùi vị Nha. hả? Đó là lý do mà đối với những nhà mà tư vấn về phong cách, Hùng làm về vấn đề đó, thành ra người ta nói là phải cầm như thế này. Hay quá, hay quá. Còn về cái ly thấp Còn thì sao? ly ly rượu trắng thì như quý vị thấy, rượu trắng thì là cái ly nhỏ, Nên mình cầm mình nâng lên đi mình hả? phải nâng, mình phải nâng. Mà tại sao mình không được cầm như thế này mà mình phải cầm cái thanh? Là tại sao? Tại vì rượu trắng thì Người ta phải để trong phải nước phải đá. phải ủ nước đá, phải Phải họ lạnh. ủ được để trong tủ mát là khoảng 9 độ C. Nó chilly thôi, chứ nó không có phải là trong ngăn đá, mà chỉ là Nghĩa là mát nó thôi. hơi hơi bắt mát. Nếu mà mình để tủ lạnh á, thì mình để trong ngăn mát thôi quý vị, chứ không có để ở trong ngăn ngăn đá. Thật ra hôm nay Hùng nói thì rất là hay. Là tại vì khi mà đi tiệc thì đôi lúc mình thấy người ta cũng cầm, thì đôi lúc mình lại nghĩ là tại vì cái người đó điệu cầm, nhưng bây giờ hôm nay mới biết là tại vì Nó có lý do cái lý do mà để cho thưa, giữ đúng cái nhiệt độ hả, mà chị để cái biết rượu là cho nó khi mà ngon. mình biết được cái lý do, mình rất là dễ nhớ, mình không có bị confused. Là tại mình phải cầm như vậy để mà cái nhiệt độ nó được lạnh hoài, chứ còn nếu mà mình cầm giống như rượu đỏ đó thì cái hơi nóng từ cái tay của mình, nhiệt độ cơ thể nó sẽ làm mất cái lạnh, cái hơi Mất cái lạnh lạnh. của rượu trắng đi. Hay quá. Mà có một cái nữa là Ái Ly thấy là cái kỳ mà Ái Ly đi chơi ở bên Mỹ về thì Ái Ly có mua mấy chai rượu đỏ. Cái rồi thì quý vị biết mà, trời tháng này thì cũng còn nóng, mà ông xã Ái Ly cứ sợ hư rượu. Ái Ly cũng ngạc nhiên tại sao mà phải sợ hư rượu, thì ông nói rượu đỏ, tại vì mua mấy chai rượu đỏ đó mà ông nói sợ nóng quá rượu rượu nó bị hư, thành ra phải, nghĩa là mình cũng phải gói đó, rồi mình để ở trong cái thùng cooler như thế nào để khỏi hư. Ví dụ mình ngồi trong xe thì nhiều khi mình để đằng sau mà không có máy lạnh đó thì rất là nóng thưa quý vị. Thành ra những cái đó là những cái nhỏ nhỏ mà nhiều khi mình nghe nó sợ hư rượu mình lấy làm lạ vô cùng. Hùng nè, hồi nãy thì Hùng chia sẻ với quý vị là có hai cái loại ly khác nhau, cũng như là cái cách đó để cầm cái ly hả, rượu đỏ rượu trắng. Bây giờ Hùng có thể là chia sẻ với quý vị khán thính giả đó là cái cách đó mà rót rượu Rót. vào ly như thế nào không? À, cách rót thì những người bartender họ rót rất là hay.
Hùng Hùng không có làm Họ trong xoay hay sao họ xoay, hả? nhưng mà cái điểm mà Hùng muốn thưa với quý vị và chị Ly đó là cái mình rót đến cỡ nào là vừa, cái đó là cái quan trọng. Chứ mình người ta sẽ không bắt bẻ mình là cái cách rót, mình lỡ có làm rớt ra ngoài một vài giọt thì không sao. Bây giờ Hùng rót thử cái rượu đỏ nhé. Thì người ta nói là rót cỡ bao bao nhiêu thì vừa. Người ta nói là nếu mà mình rót một nửa đó thì là quá ít, mà 2/3 thì là quá nhiều. Bao nhiêu là vừa? Thì một nửa là quá ít mà 2/3 là quá nhiều. Như vậy có nghĩa là mình có nghiêng ly không hay là cứ để vậy Không không nghiêng, không hả? nghiêng. Cái người mà rót giỏi là người ta phải biết một nửa là quá ít và Là đã 2/3 thì quá nhiều. Cái này hơn một nửa rồi nhưng mà chưa tới 2/3, xíu nữa. Ok, vậy vừa chưa? Ở giữa 2/3 và một nửa, thêm chút nữa ha. Ali thì không biết sao nhưng mà hồi còn nhỏ nó mỗi lần mà nhà mà có khách á rồi cái mẹ kêu bưng nước ra đó thì cứ dặn là không được rất đầy mà cũng không được rất lưng, thì chắc có lẽ là cũng từ từ cái nguyên tắc này. Mà mình thì tại vì nói là rất đầy quá thì không lịch sự, mà rất lưng cũng như là không hà tiện hay là không đúng cách hả? Bây giờ mới hiểu ra là nó phải có cái nguyên tắc. Và quý vị và chị thấy là Hùng có sử dụng cái phễu này nè, thành ra khi mà rót nó không có bị đổ ra ngoài. Thì Ali thấy hay Hùng lắm, mấy mình vào nhà hàng mình ăn nó thấy mấy cái người bartender đó mà họ họ rót cho mình rồi cái họ xoay một cái đúng rồi. hả, rất Khi là mà hay. mình đứng, nếu mà Hùng đứng thì Hùng có khí thế hơn. Đúng rồi, rồi cầm thì phải như vậy ha, để cho nó ấm. Hay quá. Và khi mà cụng cụng á thì nếu mà người ta nói là nếu mà người lớn tuổi, người nhỏ tuổi phải để cái miệng ly thấp hơn cái miệng ly của người lớn tuổi. Hoặc là một nhân viên mà cụng ly với giám đốc thì nhân viên không có thể nào mà để cái miệng ly của họ cao hơn miệng ly của giám đốc. Cái gì cũng phải học phải không? Nghĩa là cái nghệ thuật mà ăn uống này kia thì cũng phải mình phải học để cho người ta thấy là mình biết cách một cách sành điệu hả? Một người sành điệu. Thật sự những cái này dễ học lắm thưa quý vị hay chị. Mà nhiều Nên là khi mình ngại mình không biết hỏi ai thôi. Như vậy có nghĩa là bây giờ là Hùng phải cũng thấp hơn Ái Ly hả? Chị muốn vậy không? hay là mình cùng ngang đi Cùng hả? ngang đi ha. Ok. Mình là co-host Xin mời quý xin phép vị. quý vị. Hai chai rượu ở đây, chúng tôi trình bày, VBS Canada trình bày với quý vị đều là hai chai rượu đặc sản của Canada. Canada cũng là một trong những nước mà sản xuất rượu không thua gì rượu của Pháp, mà giá thì lại rẻ hơn. Tại vì chiếu theo cái vĩ tuyến đó, thưa quý vị, và nhiệt độ đó, thì họ nói là nhiệt độ của Canada không thua gì nhiệt độ ở Pháp. Và thành ra khi mà họ làm những cái contest, những cái cuộc thi và cho người ta bịt mắt để mà nếm Ta rượu, đợi nếm rượu để coi coi phân thì biệt. thì những chuyên viên nếm rượu người ta không phân biệt được cái nào là rượu Canada và cái nào là rượu Pháp. Ali thì chắc tại vì cái người Việt Nam mình ha, người Á Châu mình ảnh hưởng là rượu thì từ Pháp. Tại ngày Thành ra xưa mình nhiều khi ảnh hưởng Pháp thành ra mình cứ có cái ấn tượng mình như mua vậy. rất là mắc. Với lại nó là rượu nhập mà ha. Thưa quý vị, chương trình Phong cách và đời sống của chúng tôi tạm ngừng trong giây lát. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Sinh động, sống vui sẽ mang lại niềm hưng phấn và sự trẻ trung, nâng cao tuổi thọ với đầy đủ dưỡng chất cho một sức khỏe ổn định. Trung tâm Khỏe đẹp vui sẽ là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của bạn qua các loại sản phẩm thuốc bổ khoa học được nghiên cứu và bào chế tại Mỹ, với những tinh chất được chiết xuất hoàn toàn bằng chất liệu thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao của các loại thảo mộc và trái cây có chứa nhiều hàm lượng vitamin và các khoáng chất cần thiết.
sẽ bổ sung vi chất dinh dưỡng vào từng tế bào trong cơ thể, giúp phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, thuốc bổ còn giúp tẩy sạch độc tố lâu ngày trong cơ thể, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, làm chậm lão hóa, duy trì nét thanh xuân, thanh lọc bộ máy tuần hoàn, giúp ăn ngon và ngủ tròn giấc, ổn định nhiều chứng bệnh kinh niên. Vì thế, thuốc bổ khoa học sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Trung tâm Khỏe Đẹp Vui. Tuần báo Vietnam Toronto, tin tức cập nhật, tích cực phục vụ cộng đồng, quảng cáo hiệu quả, nhanh chóng. Xin gọi ngay 416-915-7522, 416-915-7522. Vậy thì Hùng thấy đó, khi mà nâng ly phải không, rồi cụp ly, thì bây giờ Hùng thấy mình phải có cái gì cần phải trình bày thêm nữa không? À, thưa quý vị, thưa chị, thì có một vài điểm mà chúng ta cần chú ý là trong một bàn tiệc, nếu mà chúng ta đợi người chủ tiệc nâng ly đó, người chủ tiệc tuyên bố lý do xong, rồi sau đó mọi người mới nâng ly. Và chúng ta cũng phải đợi vài giây đồng hồ và không nên vội vã nâng trước người chủ nhà. Và khi cụm ly như hồi nãy Hùng có thưa đó, là ly của người trẻ phải thấp hơn ly của người cao tuổi khoảng 1 đến 2 cm, và người nhân viên cũng vậy, cũng phải thấp hơn cái người chủ nhân của mình. Và trong ẩm thực phương Tây, người ta chỉ cụm ly một lần khi khai mạc. Còn trong nhậu nhẹt của Việt Nam mình thì cứ mỗi lần uống là mỗi lần cụm, mỗi lần nâng ly. Còn ẩm thực Tây Phương thì khi khai mạc bữa tiệc thì cụm, còn sau đó thì không có cụm. Không có vô. Sau đó là mình vô lên mình mời thôi mà không cụm nữa. Không cần mời nữa, không cụm. Mình muốn uống thì mình uống chứ không có không có mời và không có vô 100%. Không có 100%. Và cũng không có cần cụm mà để gọi là kêu le can hả? Không, một lần duy nhất. Bây giờ đó thì... Nãy giờ Hùng đã giới thiệu. Chị muốn thử khui chai rượu trắng không? Anh thì nghĩ thì chắc khui chai rượu đỏ đủ rồi hả? Đủ rồi hả? Nhưng mà Hùng chỉ giới thiệu cách. Về cái cách rót thì quý vị thấy. Quý vị thấy là ở đây là chai rượu đỏ thì Hùng để bên ngoài. Còn chai rượu trắng thì bỏ trong thùng đá. Tại vì như Hùng có thưa là rượu trắng theo đúng etiquette, đúng cái phong cách là phục vụ rượu, phong cách uống rượu, là phải được ướp lạnh khoảng 9 độ C. Và đây là Hùng bỏ trong thùng đá. Và để sẵn cái khăn, nếu mà mình lấy rượu ra ngoài, mình phải phải bọc cái chai rượu lạnh thôi, nó để bị giữ cái độ lạnh hả? Giữ độ lạnh và không có bị ướt. Hay quá. Những cái gì nó cũng có chi tiết trong đó hả? Bởi vậy nói về chứ học cái cách ăn uống nó cũng quan trọng lắm. Ailey hồi đó còn nhỏ đó, được người nhà kể lại đó là trong một cái bữa ngoại giao của nghĩa là quốc gia này với quốc gia kia, thì bên mình mà thì uống rượu thì chắc đâu có biết cái phong cách của Tây Phương. Thì quý vị biết không, thường thường mà bây giờ thì chắc mình hay đi ăn buffet hay mấy cái nhà hàng đồ seafood á, đồ biển thì mình biết. Thì trong một cái bữa ngoại giao đó nha, mình nghe người nhà kể lại đó, người lớn kể lại, thì cũng một ông lớn nào đó, thì thật ra Ailey cũng không biết tên, nhưng mà một nhân vật ngoại giao của Việt Nam mình không biết. Thì lúc mà cái dĩa mà dọn đó thì họ để vào một cái lắc chanh. Trong cái dĩa là để thường thường quý vị đi ăn seafood, quý vị biết là để mình rửa cái tay. Nhưng mà bên Việt Nam mình bỏ trong cái gọi là finger bowl. Mà tương đối là nó mới ha, Tây phương, thành ra lúc mà là dọn trong một cái dĩa mà đẹp bằng crystal mà đẹp quá quý vị ơi, mà lại mấy lắc chanh, thì không biết sao không? Cái nhà ngoại giao đó đó múc đường bỏ vào trong cái tô để rửa tay đó, tưởng là để pha nước chanh. Thành ra khi mà gọi là mình đi tiệc tùng mà gọi là ngoại giao, đôi lúc mình phải nói ô cái chuyện uống rượu hay là cầm ly tại sao phải cần phải học, nhưng mà thật ra cái gì cũng phải nên biết. Thì Hùng cũng có một cái side business về image consulting. Thì Hùng cũng tư vấn cho
Rất là nhiều người ngoại quốc cũng có và đồng bào Việt Nam mình cũng có về Dạ. cái phong cách mà sử dụng dao nĩa và cái phong cách uống rượu. Dạ. Thật sự mình không có cần thiết phải có cái kiến thức sâu rộng Dạ. về rượu. Dạ. Tại vì khi mà mình vào những cái nhà hàng lớn, họ sẽ có những chuyên viên nếm Dạ. rượu, Dạ. mướn thường trực ở Ừ, đó để dạ. mà cho thực Phục khách vụ. cái recommendation, Dạ. Giới cái lời thiệu. khuyên. Dạ, dạ, dạ. Thành ra mình là cái người thực khách sành điệu thì mình phải sử dụng những cái dịch vụ của nhà hàng, chứ mình Dạ. không cần thiết và phải học quá sâu hay là nghiên Ừ, cứu quá kỹ dạ. rượu nào, mình chỉ cần biết là Những rượu cái căn nào sẽ bản. đi với cái ly nào Dạ. hoặc là cái cách mình cầm là được rồi. Dạ, những cái căn bản ha. Dạ. À, thì rượu thì có hai loại đỏ và trắng. Như vậy đó thì cái rượu đỏ và rượu trắng này nó có phải ăn đi cùng với cái thức ăn nào không? Hay là mình muốn uống cái nào cũng được? Cái đề nghị ha, thì thường Hùng thì rất là thích cái gọi là cái human rights, cái nhân quyền, ai muốn làm gì đó làm. Nhưng mà cái đề nghị và theo cái truyền thống, cái này là mình đang nói về truyền thống về ăn uống. Ví dụ như mình ăn phở thì mình không thể nào bỏ sa tế được, nó lạ. Thành ra mình ăn Phải phở bỏ thì mình tương. phải có, Tương nếu ớt. mà theo đúng cổ truyền miền Bắc là cũng không có tương luôn. Đúng rồi, nó mất cái mùi hay mùi phở hả? Còn như ăn bún bò Huế đâu có ai bỏ mắm tôm, người Dạ. ta phải mắm ruốc chứ đâu xài mắm tôm, hoặc là đâu Dạ. có nước tương xì dầu Dạ vào đúng được. rồi, đúng rồi. Thành ra mình đang nói, chị em mình đang nói về Dạ. cái etiquette, những cái gì Dạ. mà mọi người người ta Đều sử đều dụng dùng và sử mình dụng như làm vậy. theo thôi. Dạ. Dạ. Đương nhiên quý vị nếu mà mình thích cái nào thì mình làm theo cái đó, cũng chẳng ai bắt mình. Như câu hỏi của chị đó, thì rượu đỏ nó sẽ đi với cái gì? Thì họ đề nghị là rượu đỏ dành cho thịt đỏ, những cái loại thịt mà có máu đó. Thịt bò, thịt trâu, thịt ngựa có thể đi với rượu đỏ. Còn rượu Có thể là tại vì cái rượu đỏ đó, cái thịt bò ngựa trâu gì kia nó khó tiêu, thì nó có thể cái rượu đỏ mà nó làm cho dễ kỳ tiêu lắm, hơn hả? khi mà những cái loại thịt đó, thịt dê cũng vậy, mà khi mà mình ăn cái đó mà mình dùng với rượu đỏ, nó lại làm cho cái khẩu vị nó tăng hơn, cảm thấy thịt nó rất ngon hơn. Còn rượu trắng thì dùng cho đồ biển và cá, gà. Còn thịt heo á, thì khi mà Hùng cũng có thắc mắc, Hùng tìm hiểu đó, thì thịt heo là nó trung dung, là mình có thể uống rượu đỏ hay là rượu trắng cũng được. Tại vì thật ra đó thì người phương Tây họ cũng ít dùng thịt heo, sau này người ở châu mình xa thì Đúng. mới 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 dùng nhiều. Hay quá. Thì như vậy đó, thường thường á mình những cái nhà đó thế là nó có cái hầm rượu ha, là người phương Tây họ thường Người phương thường Tây họ họ rất là phổ lại biến cái họ đó. phổ biến, còn người mình đó thì nhiều khi là để làm nhà kho hả, không không để rượu trong đó. Với lại có một điểm mà Hùng muốn thưa với quý vị, với chị luôn, là đây là chai rượu trắng. Hùng bọc nó lại. Quý vị thấy đây là chai rượu trắng, thì Hùng chưa có khui cái nắp này ra, nhưng mà nhìn thì mình biết là theo cái xu hướng mới á, mà tiện lợi cho nhiều người tiêu dùng á, thì các nhà sản xuất người ta làm cái nắp bằng bằng cái này, bằng gì, bằng kim loại, và chỉ cần twist một cái, tức là Dặn vặn thôi, một dặn cái thôi quý vị. là mình có thể xài được, chứ không có cần phải cái nút bấm Cái như nút vậy. bấm mà mình phải có cái đồ khui rụng á để mình xoay 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 cho nó Mà lên. Hùng vẫn thích cái cách cổ điển hơn. Nhưng mà ngày hôm nay mình đi ra ngoài mình thấy các loại rượu đỏ, và rượu này thì là hồi nãy Hùng khui là ở trước đó là có cái nút bấm, nhưng mà chai rượu trắng này là không. Thành ra mình nhìn thì mình biết, thì nói để quý vị biết là ở ngoài thị trường hiện giờ là có hai loại, loại theo kiểu mới và theo kiểu cổ điển. Nhưng mà cái nút bấm đó đó là để nó giữ cho cái rượu nó không bị khô. Không bị khô. Thành ra quý vị nếu mà cái chai này như thế này thì quý vị có thể bỏ trong thùng không sao hết. Nhưng mà nếu mà chai rượu mà làm theo kiểu cổ điển mà có nút bấm á, thì quý vị mua về quý vị phải bỏ vào trong cái rack, cái kệ rượu, và để cho nó Nằm nằm ngang. nghiêng. Tại vì khi mà nó nằm ngang đó quý vị, chị biết là cái rượu nó sẽ đi lên, nó tràn lên cái miệng Miệng chai. nắp. Dạ. Thì nó sẽ làm cho cái nút bấm nó kín lại, Dạ. nó được được ướt. Dạ. Còn nếu mà mình cứ để
chỏng như vậy đó, dạ, thì cái nước bắp nó sẽ khô, dạ, và không khí sẽ lọt vào và hư rượu hết. Hư rượu. Dạ. Dạ. À, mà quý vị biết á, có những chai rượu á, mà thường thường á, thì nó chỉ cái giá của rượu đó á, mà rượu mà càng để lâu thì càng quý. Đúng. Dạ. Dạ. Thật ra có nhiều khi những chai rượu mà mình thấy làm năm 2010, 2011 cái rượu đó nó chưa uống, nó chưa có gọi là gì, nó chưa có đầm hả? Chưa có đầm. Dạ. Dạ. Còn những cái có những chai rượu mà những nghĩa là tài tử ha, hay là những có thể là cả trăm năm. Dạ. Thì cái những cái rượu nhiều khi vô một kia một chai nó cả chục ngàn đó. Gọi là vintage. Dạ. 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 Thành ra nhiều người mình không biết tại sao. Đôi khi nhiều khi là uống để mà thưởng thức hả? Nhiều khi là cũng ngoại giao. Cũng cái người bán đó họ vẽ vời để mà họ lấy tiền của thực khách. Chứ cái chai rượu mà mấy ngàn á thì nó quá, nó đôi khi nó không có hợp lý nữa. Yeah, không yeah. hợp lý, nhưng mà ấy đi nghĩ tại vì rượu thường thường thì hay có tiệc tùng thì chừng mình hay uống, mà cái chai nào mà cất mà để dành mà lâu thì chắc nó chắc cũng ít hả? Yeah, đúng. Mà cái gì hiếm thì chắc nó quý. Uh-huh. Hôm nay cái chương trình này là cái đề tài thì trước mình nói là không có nên uống rượu chè, nhưng mà quý vị ơi, cái gì có chừng mực, có chừng mực thì nó vẫn là tốt. Uh-huh. Yeah. Mà rượu là hình thức để mà giao tế hay trong những tiệc tùng, tiệc cưới phải không? Thì có chút rượu người ta mới vui phải tại không? Vì Hùng có trình bày đó là rượu đi theo cái văn hóa của người, văn minh con người là 8.000 năm nay, không có thể nào mà kêu người ta bỏ được. Yeah. Yeah. À, mà quý vị ở Canada đó, mình có một cái chỗ mà làm rượu mà gọi là ở chỗ mà Niagara Falls, nhiều chỗ, nhiều chỗ, mà đặc biệt là dưới đó hả? Thành ra quý vị nào mà có ghé tới cái The Fall, Niagara Falls thì quý vị cũng ghé phải tới ghé cái để chỗ mà mua, nhất là rượu ice wine đó thưa quý vị. Yeah. Yeah. Là đặc sản của Canada là độ đường nó rất là cao, là 18%. Yeah. Yeah. Có một dịp nào Hùng cũng nên nói về cái rượu ice wine hả? Dạ, mình có khá thể, đặc biệt mình có thể nói những đề tài về rượu ice wine như chị nói ha, và cái dining etiquette, rồi rượu những cái wine and food matching đó, thì không phải là chỉ có hai cái ly như thế này đâu. Nếu quý vị vào những cái nhà hàng mà sang trọng đó, họ bày ra đến 5 ly, và mình phải uống những cái loại nào, tùy theo từng loại thức ăn. Và cái signal của thực khách với người bồi bàn nữa. Và nếu mà hoặc là chỉ có rượu trắng hoặc là chỉ có rượu đỏ, chứ không thể nào mà họ serve trong một cái dinner mà hai loại rượu. Không có. Hoặc là người ta lấy order, người ta nói là you ăn gà, hay là you ăn cá, you ăn bò, vậy thôi. Thì tùy theo cái món mà mình cần thì người ta sẽ đem rượu ra. Và mình sẽ, ví dụ nha, cái ly này mình chưa xài ha, mà ví dụ như nói sơ thôi, là mình vào mà mình thấy mình không muốn uống rượu trắng, mình có thể úp nó xuống. Thì những người bồi bàn người ta biết là cái người này sẽ không có uống rượu trắng, và họ sẽ tự động họ đem rượu đỏ ra. Cảm ơn Hùng rất nhiều ha. Chắc là phải hẹn quý vị kỳ sau. Thưa quý vị, chương trình Phong Cách và Đời Sống của chúng tôi xin tạm chấm dứt nơi đây. Xin chúc quý vị, nếu có những bữa tiệc thì chúc quý vị bây giờ mình đã biết cách làm đi shopping để mà mua những mua ly như thế này. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào.